các cách để khiến cho chị em phụ nữ thèm khát đàn ông. Các bạn thân mến, trong một mối quan hệ tình cảm, nếu như bạn là người đàn ông và bạn có suy nghĩ rằng cả hai đã quá quen thuộc với nhau, quá thuộc những điểm tốt, điểm xấu của nhau mà trở nên qua loa, sơ sài, thì đó thực sự là một điều tối kỵ. Bởi vì sau một quãng thời gian, điều đó sẽ rất nhanh dẫn đến sự nhàm chán. Ví dụ như việc bạn ăn mặc toành toàng ở nhà, râu ria lởm chởm, rồi lại ngày cuối tuần ngủ dậy lại không đánh răng chẳng hạn, sẽ không thể nào mà kích thích được hứng thú từ người bạn đời của mình. Bởi vậy, việc tái tạo lại bản thân là điều nên làm bằng những việc ngay sau đây để khiến cho chị em phụ nữ hay thậm chí là vợ của các anh thực sự thèm khát các anh một cách hiệu quả nhất nhé. Cách đầu tiên là đến từ ngoại hình bên ngoài. Các anh hãy hấp dẫn phụ nữ hơn bằng cơ thể khỏe mạnh và cơ bụng 6 múi. Sở thích của các cô nàng về hình mẫu lý tưởng người đàn ông của mình trong mỗi thời kỳ thì sẽ khác nhau. Giống như trước đây nhiều bạn nữ chia sẻ rằng họ thích những chàng trai thư sinh, dáng người dong dỏng cao gầy. Nhưng xã hội hiện đại bây giờ, phần lớn chị em phụ nữ lại thích những người đàn ông có cơ bắp khỏe mạnh, bụng 6 múi, vô cùng là hấp dẫn. Cái tên cũng nói lên những điều bạn cần phải thể hiện trước mặt người phụ nữ. Phái mạnh là chỉ những người đàn ông men lì, rắn giỏi. Và chắc chắn với ngoại hình như vậy thì các bạn sẽ kích thích được những khao khát nóng bỏng từ phía người phụ nữ. Điều thứ hai, đó là hãy thay đổi phong cách ăn mặc của bản thân. Một người đàn ông luộm thuộm, ăn mặc không hợp mốt, đầu óc thì vừa bẩn vừa nhiều gầu rồi lại rối như tổ quạ, chắc chắn không bao giờ nhận được cái nhìn yêu thương và thiện cảm từ phía chị em phụ nữ. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là bạn hãy ăn mặc một cách hào nhoáng bóng bẩy. Hầu hết phụ nữ thì đều sẽ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần Âu, những bộ vest lịch thiệp hay là những bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Khi ở chung với người phụ nữ, các bạn cũng không nên quá qua loa trong vấn đề ăn mặc của mình. Chỉ cần bạn thay đổi một chút, đầu tư thêm một chút về cách ăn mặc, chắc chắn là các nàng sẽ bị rụng trứng cả rổ cho mà xem. Các bạn hãy cứ thử đi nhé. Điều thứ ba đó chính là hãy dành cho người bạn đời, cho người phụ nữ, người mà bạn đang tán tỉnh, những lời nói có cánh. Đàn ông thì yêu bằng mắt, còn đàn bà thì yêu bằng tai. Có nghĩa là đàn ông thích nhìn những cô gái xinh đẹp, có những đường cong nóng bỏng, còn phụ nữ thì lại dễ bị chinh phục bởi những lời nói ngọt ngào, dỗ dành và quan tâm đến từ người đàn ông. Để khiến cho nàng yêu bạn và sẵn sàng dâng hiến cho mình thì đừng có keo kiệt mà tiết kiệm những lời có cánh dành cho người phụ nữ của mình nhé. Thế nhưng có một lưu ý nho nhỏ ở vấn đề khen phụ nữ, đó chính là các bạn khen nhưng phải dựa trên nền tảng của sự thật và thể hiện sự chân thành của bản thân. Hầu hết thì mọi người đều muốn nửa kia của mình luôn cởi mở, chân thành, thành thật với mình dù là bất cứ chuyện gì xảy ra. Và tất nhiên ngược lại, cũng không ai muốn mình bị lừa dối một chuyện gì đó cả, và phụ nữ thì lại càng ghét điều này hơn. Phụ nữ có thể khoan dung, quên đi nhiều chuyện mà cánh mày râu làm họ tổn thương, nhưng tuyệt đối không phải là những điều nói dối. Đừng bao giờ cố tình nói dối, bởi rằng hậu quả sẽ thật khủng khiếp. Và một khi người phụ nữ họ đã giận dữ, thay vào đó bạn nên chia sẻ thẳng thắn những lời nói có cánh, những lời khen nhưng phải thể hiện được sự chân thành của bản thân, thì chắc chắn là cô ấy sẽ luôn lắng nghe câu chuyện của bạn, luôn lắng nghe những lời khen của bạn và cảm thấy vô cùng thích thú. Và điều cuối cùng đó chính là hãy cởi mở và chân thành chia sẻ với cô ấy nhiều hơn về công việc và cuộc sống. Một người đàn bà thật sự là dù có thể hô mưa gọi gió trong công việc, là một nữ cường nhân thì cũng sẽ có những lúc yếu đuối. Bởi vậy, đừng vì vỏ bọc ngụy trang mạnh mẽ thường ngày mà họ sử dụng để che mắt mọi người mà các bạn lại lầm tưởng rằng họ không cần ai chia sẻ và giúp đỡ. Hãy luôn bên cạnh, đơn giản như việc lắng nghe xem là cô ấy đang cần cái gì, mình có thể giúp cô ấy được điều gì trong cả cuộc sống lẫn công việc hay không. Thì nàng có là ai đi chăng nữa cũng sẽ đổ bạn dần dần, và khi đã có tình cảm với nhau thì việc khơi gợi những cảm xúc gần gũi hơn là một điều vô cùng dễ dàng các bạn ạ. Điều mà khiến cho nhiều người đàn ông băn khoăn vẫn cứ luôn là người phụ nữ họ cần gì nhất ở bản thân mình. Thế nhưng phụ nữ ấy mà, xét cho cùng cũng chỉ là phái yếu, và dù có mạnh mẽ đến đâu thì tận sâu trong lòng vẫn yếu đuối và cần một điểm tựa. Những khi thấy tim mình lạc lõng, mà người phụ nữ khi yêu thì lại càng yếu đuối, và họ mang trong tim nhiều những nỗi lo sợ mà không phải bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể thấu hiểu, và không phải người đàn ông nào cũng đủ tinh tế để nhận ra, đủ sâu sắc để mà chia sẻ và cảm thông. Phụ nữ họ chỉ cần thấy người đàn ông của họ đang lơ đễnh ánh nhìn hay là đang lơ đãng ở đâu đó là cũng đủ khiến cho họ cảm thấy có một chút buồn. Không phải là vì họ không tin tưởng bạn, chỉ là ngay giây phút ấy họ mơ hồ về vị trí của mình trong tim các bạn thôi. Phụ nữ vốn dĩ rất nhạy cảm, chính vì thế mà phụ nữ hay tự đeo mang nỗi buồn vào trong, để nỗi buồn ấy cứ thế lớn dần lên từng ngày. Và tuyệt chiêu ở đây đó chính là phụ nữ họ cần nhất sự quan tâm và chăm sóc. Thế nên dù có cách nào đi chăng nữa thì các anh hãy cố gắng chia sẻ với người phụ nữ nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư cô ấy nhiều hơn. Điều thứ 5 trong tuyệt chiêu các cách làm cho người phụ nữ trở nên khao khát những người đàn ông, đó chính là hãy loại bỏ các rào cản tâm lý của người phụ nữ về những vấn đề thầm kín. Phụ nữ nước ta nói chung là vẫn còn giữ những tư tưởng bảo thủ, và họ rất e ngại khi nói về những vấn đề nhạy cảm. Bởi vậy rất ít người thể hiện ra bên ngoài những nhu cầu, những sở thích thầm kín của bản thân. Họ ngại bị đánh giá là người phụ nữ không đứng đắn, và nếu như người đàn ông không thể nào loại bỏ được những tâm lý rào cản này cho người phụ nữ, thì người phụ nữ thực sự là họ có mong muốn đến đâu đi chăng nữa cũng khó có thể có những điều đột phá, khó mà có thể dám bung xõa hết mình với người đàn ông này được. Và việc của bạn đó chính là hãy tạo sự thoải mái cho cả hai bằng cách chia sẻ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều về những thói quen, những sở thích, những công việc và cuộc sống hàng ngày để hiểu rõ về nhau, hay là cùng nhau tham gia nhiều các hoạt động vui chơi giải trí để tiến thêm một bước gần hơn về phía người phụ nữ của mình. Hãy cùng cô ấy tham gia các trò chơi, các hoạt động thể thao, hay là đưa cô ấy đi tham quan dã ngoại bên ngoài, giúp cả hai trở nên gần gũi với nhau hơn, kéo gần những khoảng cách đang có. Hãy chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn nữa nhé. Hãy nhớ rằng phụ nữ họ cần nhất là một người thấu hiểu và chia sẻ với mình. Bí kíp thứ 6 để mà khiến cho người phụ nữ thèm khát và luôn khao khát bạn, đó chính là hãy tạo ra nhiều những không gian lãng mạn và đưa cảm xúc của hai người dâng trào. Sau khi bạn đã chinh phục được người phụ nữ rồi thì nói chuyện và trao đổi tình cảm là không đủ đối với cả hai. Và với những chuyện thầm kín, nó sẽ khiến cho cả hai xít lại gần nhau hơn. Thế nhưng để khiến cho người phụ nữ họ thật sự cảm thấy rất khao khát người đàn ông, thì bạn cũng cần phải có sự chuẩn bị một cách chu đáo. Đó có thể là một không gian lãng mạn, nơi có những ánh đèn, ánh nến và có cả hoa thơm nữa. Nó chắc chắn sẽ tạo cho người phụ nữ đầy những sự vui vẻ bất ngờ, bởi vì phụ nữ sẽ cảm động bởi những điều tinh tế và lãng mạn. Phải khẳng định một điều rằng tất cả người phụ nữ đều sẽ phát điên lên trong sự hạnh phúc mỗi khi họ gặp được một điều bất ngờ và lãng mạn từ phía người đàn ông của mình. Vì vậy, điều mong mỏi nhất mà các nàng đang mong muốn đó chính là muốn nửa kia của mình tạo cho họ nhiều những điều khó có thể tưởng tượng, mang tính sáng tạo, thú vị nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Không nhất thiết cứ phải là những món quà đắt tiền, sang trọng mới làm cho người phụ nữ bất ngờ. Điều mà họ thích đôi khi đơn giản là những món quà thuộc sở thích của họ, mang một chút gì đó tính cách của đàn ông, thể hiện được sự quan tâm, chứa đựng tình cảm của người tặng. Đó mới là những món quà vô giá. Ngay cả món quà là một chiếc bánh ngọt ngào cũng khiến cho người phụ nữ cảm thấy mình đặc biệt và được yêu thương. Và để làm được điều này thì tôi nghĩ rằng nó không khó. Tất cả những người đàn ông chỉ cần cởi mở và quan tâm hơn tới người phụ nữ của mình. Khi cô ấy nhận ra rằng bạn đang cố gắng làm điều gì đó khiến cho cô ấy vui, thì bạn chắc chắn sẽ nhận lại được một phần quà vô cùng xứng đáng. Đó có thể là trái tim của nàng, hay hạnh phúc hơn, đó có thể là những buổi tối thật ngọt ngào bên nhau. Và điều cuối cùng để khiến cho người phụ nữ luôn khao khát bạn, đó chính là hãy trở thành một người đàn ông chủ động hơn nữa. Đây là một điều rất quan trọng, bởi vì phụ nữ không muốn tự chăm sóc bản thân, lên kế hoạch hay là làm những điều gì đó quá to tát mà chỉ có riêng một mình đâu. Điều họ mong đợi đó là chung vòng tay của người đàn ông của mình, và người ấy sẽ là người chủ động nhập cuộc, kể cả là trong những chuyện thầm kín khó nói. Tuy không người phụ nữ nào dám nói ra điều này cả, nhưng cánh mày râu nên hiểu rằng với phái đẹp thì họ đánh giá rất cao việc người đàn ông của mình đảm nhiệm những công việc phức tạp, khó khăn hay là làm những công việc phụ nữ không làm được. kể cả là những việc trốn phòng the. Khi một người đàn ông biết chủ động thì điều này có nghĩa rằng anh ta là một người có trách nhiệm, biết quan tâm, anh ta có những mong muốn với những người phụ nữ này, anh ta chu đáo và tận tình. Đàn ông nên chủ động nhiều hơn trong cả cuộc sống lẫn công việc, có thể là mua sắm, chuẩn bị bữa tối hay là vạch ra một kế hoạch lãng mạn cho kỳ nghỉ tới của cả hai người và gia đình thì sao? Tất cả những sự chủ động và tinh tế này đã là những đòn chí mạng đánh vào đúng yếu điểm của người phụ nữ, đó chính là luôn khao khát có một người đàn ông chủ động, một người đàn ông gần gũi, tình cảm với mình hơn. Và cuối cùng, như một món quà nho nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về những vị trí, những điểm nhạy cảm mà khi các bạn gần gũi người phụ nữ của mình có thể khiến cho cô ấy nhớ mãi không quên. Đây có lẽ là tuyệt chiêu tuy rằng chỉ là điểm cộng thôi, nhưng mà nếu như bạn trang bị được cho mình và ghi nhớ những điểm nhạy cảm này thì tôi tin rằng mỗi khi các bạn ở gần nhau cũng sẽ đều là những giây phút thực sự thăng hoa. Hãy nhớ rằng khuôn mặt chính là nơi khơi gợi cảm xúc của một người phụ nữ. Người phụ nữ không thích người đàn ông quá vồ vập đâu, họ thích được yêu thương trước đó. Bằng cách hãy đặt lên khuôn mặt cô ấy những nụ hôn chân thành chứa đầy yêu thương thì nàng nào cũng sẽ đổ mà xuôi theo những mong muốn tiếp theo của người đàn ông thôi. Tiếp đó là hãy đến với đôi môi, vị trí nhạy cảm mà nhiều người đàn ông thực sự các anh cũng rất yêu thích. Hãy trao cho người vợ, người phụ nữ của mình những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn nồng nàn đầy quyến rũ. Hay thêm nữa là đôi tai cũng là một vị trí nhạy cảm thường bị bỏ quên. Có thể bạn không biết rằng tai là một vị trí vô cùng nhạy cảm của người phụ nữ. Khi mà bạn thổi hay bạn lướt qua thôi cũng đủ khiến người phụ nữ rùng mình đấy. Kế bên nữa nó sẽ là vùng cổ. Vùng cổ là một vùng da rất mỏng, tập trung rất nhiều các mạch máu lớn và các đầu mút dây thần kinh. Những nụ hôn cháy bỏng hay là việc đánh dấu chủ quyền bằng những dấu hiệu hickey là một gợi ý cho bạn. Đây thực sự đều là những điểm rất nhỏ, rất nhiều người thường hay bỏ qua, bỏ quên. Thế nhưng lại là những đòn chí mạng dành cho các chị em phụ nữ đấy. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ, với những tip nho nhỏ này cũng sẽ giúp cho các bạn trở thành một người đàn ông hấp dẫn, quyến rũ và ngọt ngào hơn trong mắt người phụ nữ của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng rằng những lời chia sẻ của chúng tôi trong video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn một cuộc sống hạnh phúc hơn, thông qua việc hiểu biết hơn về những điều khiến cho người phụ nữ khao khát, những điều khiến cho người phụ nữ của các bạn trở nên hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn có lời chia sẻ gì muốn chúng ta cùng thảo luận hay không? Đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.